sonha. Ô kìa, người yêu mong tới từ mình với ta. Ô kìa, ô kìa kìa, vườn hoa bỗng dưng kết hoa muôn màu. Trời xanh mây trắng xóa, người yêu xinh quá khiến ta bỗng yêu đời. Ô kìa, đèn đêm mong tới hát ca, hát ca bằng dần. Ô kìa, mùa thu đang tới từ tình trước sân. Ô kìa, ô kìa kìa, làn hoa tốt kia bướm ong bướm ong đà đà. Người yêu xinh đang qua, trời mong trên mã khiến ta bỗng yêu đời. Quý vị có thể nhìn thấy trên sân khấu này sáu gương mặt mang những cái hình ảnh, những cái dáng vẻ rất là dễ để chúng ta đặt cho họ một cái hình tượng, và cái hình tượng này sẽ cho họ trong suốt cuộc thi họ sẽ thay đổi và biến hóa nó như thế nào, thì chúng ta hãy cùng xem. Xin được giới thiệu ba cô gái bước lên trước phía trước để mình giới thiệu. Chúng ta có ba nữ ca sĩ và họ mang ba hình ảnh, ba hình tượng khác nhau. Hình tượng ngây thơ của ca sĩ Bảo Hân, tượng gợi cảm của ca sĩ Ngọc Trâm. Và vì đã là người phụ nữ của gia đình rồi cho nên là mang hình tượng chín chắn ca sĩ Hà Thúy Anh. Và xin mời ba chàng trai cùng bước lên. Xin được giới thiệu hình ảnh thư sinh của ca sĩ Đào Ngọc Sang, hình ảnh cô
Quý Ông của ca sĩ Triệu Long và Nhạc Lãng Tử của Tuấn Nghĩa. Thưa quý vị, những cái hình ảnh này nó cũng rất là quan trọng vì nó sẽ gắn liền với những phong cách mà các thí sinh mang đến. Cho dù bài hát của nhạc sĩ nào thì bằng nhiều cách thức họ cũng sẽ đưa được cái hình ảnh, cái phong cách của mình lên cái bản nhạc đó, lên cái bài diễn đó, và quý vị sẽ được thấy họ thể hiện như thế nào. Lát đây qua những hình ảnh đầu tiên đây được chúng tôi ghi lại. Xin mời ông Nguyễn Thanh Phú, giám đốc Chess Studio sẽ lên tặng hoa cho 6 ca sĩ đến với Thanh Nhân Tôi Hát phiên bản nhạc sĩ mùa đầu tiên. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Phú và xin mời 6 ca sĩ của Thanh Nhân Tôi Hát em có thể về vị trí phía bên kia sân khấu.